Xin kính chào quý vị. Tuyết Nhung xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn chương trình Đại hội New Way kỳ 2 do Trung tâm Người đẹp Bình Dương thực hiện tại California với những giọng hát đang được ưu chuộng hiện nay tại hải ngoại. Và để mở đầu chương trình, Tuyết Nhung xin giới thiệu cùng quý vị nữ ca sĩ Kiều Nga với nhạc phẩm Give Me Your Love. Johnny boy just left me.
cảm tạ quý vị và các bạn. Và để tiếp theo, Kiều Nga xin giới thiệu đến quý vị và các bạn giọng ca của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Ngọc Lan xin kính chào quý vị. To love me right.
I'm
phẩm Strangers by Night. Bây giờ Tuyết Nhung xin hân hạnh
hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn người nữ ca sĩ thật dễ thương. Người mà Tuyết Nhung muốn nói đến đó là nữ ca sĩ Ngọc Lan. Thank you.
và các bạn. Và bây giờ Cao Lâm xin được gửi đến quý vị một nhạc phẩm nổi tiếng nhất Âu Châu trong mùa hè năm nay. Đó là nhạc phẩm Touch by Touch.
Và hẹn gặp lại trong đại hội.